Trời ơi cái đầu. Xin chào tất cả các bạn nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa tất cả các bạn tới khám phá một cái ngôi nhà khá là bí ẩn. Ngôi nhà này được đặt trên một cái tảng đá các bạn ạ, một cái nền đá. Mà với một cái điều kỳ lạ ở đây là ở đây thì không phải là có một cái núi, nhưng mà lại cái ngôi nhà này lại được đặt ở trên một cái tảng đá rất là kỳ lạ, cho nên là người ta đã không ở được và người ta đã di rời đi với nhiều cái câu chuyện bí ẩn. Bây giờ các bạn cùng mình khám phá nhá. Đây thì dọc một cái con bờ sông, thì hôm nay bầu trời cũng sắp là tối rồi các bạn này. Đây là con sông này, thì ở đây là không có núi nhá, nhưng mà các bác chân bò ở đây cứ nói là đây này vẫn có một cái tảng đá đây này, mà cái ngôi nhà này lại đặt ở trên một cái có một cái nền bằng đá, cho nên là giống như là đặt xây một cái ngôi nhà trên cái nền đá thiêng các bạn, cho nên là người dân đã không ở được và đã chuyển đến một vị trí khác các bạn. Đây này, đến đây có lẽ là một cái nền móng đá hay sao này. Và đây các bạn này, đây là cái ngôi nhà này đấy, cứ trước mặt các bạn đó là một cái ngôi nhà được đặt trên một cái nền đá thiêng đó các bạn này. Bây giờ mình cùng các bạn vào khám phá luôn cái ngôi nhà này. Ở đây cũng có rất là nhiều nền móng, mình đang đi xung quanh đây liệu có là núi hay không. Nếu là núi thì đương nhiên là phải có nền móng đá rồi. Nay bầu trời cũng tối tối rồi các bạn. Ở đây mình thấy có rất là nhiều cái tảng đá này. Đây mọi người thấy không? Ở đây có mấy viên đá này. Chắc mình nghĩ đây là đá này thì bình thường thôi, không có gì cả. Đá này đá xây. Đây là đá xây này các bạn. Ở đây mình sẽ đưa các bạn tới khám phá cái ngôi nhà nằm ở trên đá, liệu có mà nằm trên đá hay không. Người ta cứ nói rằng là ở đây rất là linh thiêng, người ta không dám ở. Đây có nhiều cái câu chuyện ly kỳ từ cái ngôi nhà này. Các bạn thấy là bầu trời hôm nay cũng khá là tối đúng không các bạn? Trời hơi tối vì mùa đông rồi, hôm nay cũng tầm hơn 5 giờ và đã tối rồi. Đây chính là ngôi nhà này. Nhà này thì đó là nhà bằng đá này các bạn này. Đó, đây là đường trước của ngôi nhà. Không biết đường trước hay đường sau nữa. Đó, là làm bằng đá ta ở đấy. Ở rìa bờ sông nhá. Vì cách bỏ hoang là khá là lâu rồi. Mình cứ vào bên trong ngôi nhà coi. Đây các bạn, đây chắc có lẽ là cổng chính hay sao ấy. Trong này rất là sợ luôn anh em ạ. Trong này toàn bây giờ toàn là bị xanh không này. Sợ lắm các bạn ơi. Đó. Người ta bảo là hòn đá này, cái nhà này này nằm ở trên một cái tảng đá thiêng. Liệu có đúng là như vậy không các bạn nhỉ? Mình nghĩ rằng ở xung quanh đây làm gì có núi đâu. Làm gì có núi đâu mà tên đá tảng đá thiêng nhỉ? Thì đó là một cái điều rất là kỳ lạ. Mình nghĩ rằng ở đây là người ta nằm trên một cái tảng đá thiêng, cho nên là người ta đã đi xem bói, người ta không ở nữa. Đây các bạn, đây chắc lẽ là cái đồ thắp hương của nhà họ này. Đó, các bạn thấy không? Đây rồi còn chắc có lẽ là cái gương người ta đánh vỡ từ vỡ tàn hết. Đó các bạn. Đây bây giờ mình sẽ lên trên thành coi, mà người ta cứ nói rằng là cái ngôi nhà này khá là linh thiêng và rất là sợ hãi. Này các bạn này. Đó, mình đang lên trên mình nhìn dáng mình mới nhìn từ xa, mình giống mình nhìn nó giống như một cái lô cốt đó các bạn, lô cốt ngày xưa chiến tranh ạ. Nhưng mà đây là một cái nhà ở các bạn ạ, nhà xưa ở thì ta bỏ lâu rồi. Đây cũng có một cái hàng, cái đây là cái cửa sổ này. Ui các bạn ơi, mấy kia là cái gì đây? Ui giống như cái gì ạ, trắng cái này. Đó các bạn thấy không, cái đèo đấy mình xuống mình xem có gì. Đó các bạn thấy chưa? Đó, ở trên làm gì có núi đâu mà người ta bảo ở trên một cái tảng đá thiêng. Hiện tại bây giờ là cũng 5 giờ chiều rồi các bạn. Hôm nay trời rằm này các bạn này, trăng rất là đẹp luôn, các bạn nhìn thấy trăng không? Bây giờ mùa đông rồi, rất là nhanh tối luôn các bạn. Mình đang đi vòng quanh quay xem cái cảm giác. Mình nghĩ rằng cái nền móng này khá là vững chắc. Ở đây có lẽ là một cái chỗ cửa sổ này các bạn ạ. Đây các bạn thấy xa xa đằng kia là sông, thấy chưa? Đó sông, mà đây cái ngôi nhà này á rất là chắc chắn luôn.
các bạn phải kiến thiết cái ngôi nhà xưa chưa? Nghĩ rằng này giống như cái lô cốt. Đó. Giống như cái lô cốt luôn. Đấy, mình thấy ngoài đây có một cái gì đấy. Đây có cái gì giống như đầu con chó trắng trắng ạ, giống như cái đầu bút bê người ta vứt ra sau. Không xem có cái gì không? Mình thấy xung quanh chân đây làm gì có cái nền đá nào mà người ta bảo là cái nền đá thiêng nhỉ. Có lẽ mình đi xuống cái nền móng xứ coi. Nghĩ rằng ở đây có những cái viên đá này. Hay chăng đây nó là một cái nền móng, cái nền đá có một cái tảng đá thiêng, cho nên là người dân người ta không ở được. Các bạn xem này, xây cái móng rất là kiên cố luôn. Đó, nó là rắn chắc luôn. Wow, ôi dồi, có cả chuột, là lỗ chuột. Trong này xây hơi bị kiên cố đó các bạn ạ. Quá kiên cố luôn. Này bầu trời cũng rất là đẹp nhưng mà ui dồi, có chim. Trời hơi bị tối một chút. Đây các bạn này. Đó, các bạn thấy đằng sau chưa? Rất là vững chắc luôn. Ui dồi các bạn ơi. Ui dồi, có đá này. Ui sao có cái đầu đá này này. Ui dồi, ai gì đâu bạn. Đây là có cái đầu có đá này không? Hay là người ta chân yếm cái gì nhỉ? Ui dồi các bạn ơi. Ui nhìn này. Nhìn nè, cái mắt nó nhìn nè. Ui dồi xê. Ui dồi, sao lại có chỗ đá đây quá. Ui dồi, không có ai đấy mình hỏi quá. Có chỗ đá đây này. Sợ nhờ. Ui sao có cái đầu đây ra lại chăng lại không có con nhờ. Có chỗ đầu chỗ đá đây sợ thế chứ. Ui dồi, hay là người ta làm chỗ đá đây người ta chân yếm. Nhờ. Các bạn nhờ. Đúng rồi, cái mắt nó nè. Ôi, sợ chưa? Ôi, chả dám động mồ. Trời ơi. Ôi, ôi, có cả kim tim này. À, người thấy không? Sợ luôn. Ôi. Ôi, đây bẩn kiểu lắm các bạn này. Rất là bẩn luôn. Ôi. Cái gì đây? Ôi, trời ơi. Ôi. Cái đầu đá này. Không biết là người ta chấn yếm cái gì các bạn ơi. Ok mọi người ạ, thì mình thấy ở đây có một con cái đầu con chó này. Đây là thuyền quyến này. Hay là người ta đang chấn yểm một cái gì đấy. Mình cũng có nghe người ta nói rằng là ở đây là nằm như hoàn đá thiêng đấy các bạn. Thế nên là người ta chấn yểm đấy. Sợ không? Các bạn có sợ không? Hôm nay mình đi mình cũng chả sợ không. Hôm nay trời sáng đó các bạn ạ. Không sợ gì hết các bạn ạ. Mà thấy hoàn đá này mình cũng không đụng gì thì mình làm gì sợ. Mình chỉ khám phá, mình nói thì làm gì sợ, có gì đâu mà phải sợ đúng không các bạn. Sợ gì? Hay là mình đào cái đầu con chó này này các bạn nhờ. Được không? Khám phá mà. Sợ gì? Anh em ủng hộ cho tôi nhá. Tôi đào con chó này lên nhá. Nhưng mà tôi đào thôi. Các bạn đừng có làm theo nhá. Đây là tôi làm, người có kinh nghiệm mới làm được. Các bạn đừng nên làm theo nhá. Bây giờ mình sẽ đào con chó này lên. Sao các bạn? Sao? Thì không biết là cái chỗ đá này là mình nghĩ rằng là người ta sẽ chấn yểm một cái gì đấy các bạn ạ. Chắc chắn là người ta chấn yểm cái ngôi nhà này. Ở dưới đây là một cái hoàn đá thiêng, mình nghĩ là vậy. Nhưng mình cũng không sợ lắm các bạn ạ. Mình đã khám phá nhiều nơi rồi, đôi khi mình cũng phải khám phá cho các bạn xem luôn. Hôm nay có một mình khám phá cho các bạn ạ. Mình kéo cái áo rồi cho nó chất. Bây giờ mình sẽ xử lý cái... Hôm nay mình lại không mang cuốc các bạn ơi. Nhưng mà cái hòn đá này mình chưa sờ vào bao giờ các bạn ạ. Các bạn nhìn xem này. Cái hòn đá này nó rất là nói luôn đấy nhá. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là... Nhìn cái mắt nó luôn to này, cái mắt tổ tướng đi. Các bạn xem mắt tổ tướng đi này. Trời nhỉ. Cái nhìn xem cái đầu con đen. Con chó này nè. Rất là chắc anh em ạ. Chắc có lẽ cái thân nó đang nằm ở dưới anh em ạ. Thân đang nằm dưới. Không biết. Mình like được cái đầu này.
Ui, rắn. Trời ơi, cái đầu. Trời ơi, bà quên ơi. Cái gì đây? Rắn này. Anh em thấy không? Rắn sợ không? Trời ơi, anh em ơi. Ui, rắn này. Sợ. Trời ơi. Cảm thấy sợ. Ui, giúp ở đây này anh em ơi. Ui, anh em ơi, nhìn này. Mày có phải rắn thật không anh em ơi? Ui, khỏe như này. Ui, cái này giúp của chăng. Ui, ui. Ui, anh em ơi. Ghê không? Mình để con nó vào đấy nhá. Con vào đi. Con vào đi nhá. Ui sợ chưa? Ui 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 Một cái thần sợ quá. Ôi anh em ơi. Chúa chân ỉm nhờ. Chúa chân ỉm rồi. Các bạn ơi sợ lắm, con chúa này chân ỉm rồi. Có cả rắn luôn các bạn ơi. Ui tí nó cắn một tay rồi. Cắn. Rắn nó cắn gì các bạn này. Mình nghĩ là rắn nó không phải là rắn độc đâu. Cắn một tay mình thấy này. Mình mong móc á. Đã thầm rồi các bạn này. Sợ. Ui các bạn ơi. Bạn ơi mình ui dồi chó này, cái đầu này. Ui thế cái này bằng xi măng các bạn ơi. Làm bằng xi măng này. Thế nào để đặt trên đây nhờ. Ai đặt cái chúa đá hay là con đít gì cơ. Chả biết là có thật hay không hay là người ta đặt đây ra để đặt chúa đá này là có con rắn đấy. Mình không ngại con chúa này lắm nhưng mà sao lại có con rắn ở mình đây. Tí là cắn được này. Không có thân đâu. Cái gì đó. Các bạn ơi bây giờ mình có khi mình đặt cái con đá này lên thôi. Có lẽ là do chấn yểm đấy. Người ta chấn yểm bằng chỗ đá đó các bạn ạ. Mình mà nhổ lên á là rất là nguy hiểm. Bây giờ mình đặt con chỗ này lại chỗ cũ đi anh em ạ. Sợ lắm. Chỗ đá này có lấy về cũng có làm gì được đâu. Nó bằng đá mà có làm được cái gì đâu anh em. Thôi bây giờ mình đặt cái con chỗ đá này lên trên kia nhá. Sợ. Các bạn ơi, mình mới đặt con chó này lên thôi. Chứ bây giờ con chó này có thể là người ta yểm bùa đấy, người ta chấn giữ chấn yểm nhà đó các bạn ạ. Chó đá là người ta thường chấn yểm mà. Bây giờ mình đặt nó lên thôi. Con rắn kia không biết sao nó cắn vào tay mình cái, không biết có được sao không. Các bạn ơi, rất là nguy hiểm luôn. Khám phá này không phải tự tiện cái gì cũng làm đâu các anh em, các bạn nhá. Các bạn phải biết cả mà các bạn mới làm, không làm rất là sợ luôn. Tôi mới đặt cái chó này. Ok các bạn ạ, thì giờ cái chuồng chó đá này mình đặt này nó không được giống như nguyên trạng được các bạn ạ, thì cũng mình cũng hơi là sợ. Nhưng mà thôi anh em ạ, thì mình lỡ khám phá rồi thì mình cũng cầu xin người ta tha cho rồi. Chắc là chó đá này rất là nguy hiểm cho nên là mình đặt lại cho vị trí cho họ. Ok con rắn, mình nghĩ con rắn nó cũng là một cái chất yểm đó các bạn ạ. Cái ngôi nhà này khá là đặc biệt luôn, nó nằm trên một cái tảng đá thiêng của các bạn mà rất là sợ luôn nhá. Thôi các bạn ạ, hôm nay trời nó tối rồi, mình kết thúc video tại đây rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.